viêm khớp, teo cơ, đã đi chữa trị nhiều nơi nhưng bệnh vẫn không tiến triển. Bà Nguyễn Thị Hường, 70 tuổi, ở xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành, nhập viện trong tình trạng không đi được, phải có người nhà hỗ trợ chăm sóc. Tôi bệnh là gồm thần kinh này, rồi khớp này, rồi làm teo cơ. Mới vào một tuần nhưng mà tôi thấy là cũng đã đỡ, cho nên là xin cảm ơn bệnh viện. Đến bây giờ, ai gặp ông Thái Văn Lân, 72 tuổi, ở xã Hoa Thành, huyện Yên Thành, cũng không thể ngờ, chỉ cách đây mấy tháng, ông lúc nào cũng trong tình trạng mệt mỏi vì luôn bị những cơn đau khớp xương hành hạ. Hiện nay, qua đợt điều trị tại bệnh viện, bệnh của ông gần như thuyên giảm rất nhiều, chân, tay không còn nhức mỏi nữa, ngủ ngon hơn và sức khỏe dần dần hồi phục. Khi trở về bệnh viện phục hồi chức năng của Nghệ An thì coi như là được nhiều cái phương pháp, ví dụ là cái điện phân, rồi là từ trường, rồi là đập nến, rồi siêu âm, rồi là kết hợp như vậy là đông tây, và bệnh bây giờ là đã giảm đến 70% rồi, bởi vì đi lại bình thường rồi. Là bộ đội phục viên bị tai biến mạch máu não từ giữa năm 2016, ông Đậu Hùng Vĩ, 75 tuổi, ở xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Lưu, không tự phục vụ được. Nói ngọc, tất cả mọi sinh hoạt nhỏ nhất đều do vợ ông phục vụ. Tốt lành nhất là về là một số giáo sư rồi bác sĩ, tức là về đấy có là tư vấn một số về cái bệnh tình, hỏi thăm bệnh nhân về cái phục vụ cũng như là cái điều dưỡng của bệnh viện như thế nào, thì tôi có thấy cái đó tức là một cái mà cái quan tâm rất là đúng mức. Bị đau cuộc sống từ 10 năm nay, bà Lô Thị Diện, 69 tuổi, ở xã Châu Khê, huyện Con Cuông, thường xuyên làm việc nặng như gùi lúa, gùi ngô. Sau nhiều năm gắng sức, bệnh của bà ngày càng nặng thêm, dẫn đến tình trạng đau nhức, mệt mỏi, ảnh hưởng đến cuộc sống. Được nhiều người giới thiệu, bà xuống Bệnh viện Phục hồi Chức năng Nghệ An để điều trị. Cảm giác đầu tiên khi tới bệnh viện là sạch, đẹp. Tôi đi về cuộc sống là 10 năm, tôi đi chữa nhiều nơi nhưng mà không khỏi. Từ hôm qua về đây tôi thấy bệnh viện chức năng này, các nhân viên tận tình và nhà cửa thì sạch sẽ, tôi rất hài lòng. Để phục vụ người bệnh tốt hơn, bên cạnh nâng cao thái độ phục vụ, thời gian tới, Bệnh viện Phục hồi Chức năng Nghệ An tiếp tục mời các giáo sư đầu ngành về chuyển giao khoa học kỹ thuật cho đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng viên, hướng tới mô hình bệnh viện, khách sạn đạt chuẩn theo tiêu chí của Bộ Y tế.